Dạ kính thưa sư, con vẫn mơ hồ về khái niệm chúng sanh, xin sư giảng thêm. Với những thứ không phải là chúng sinh, không có tâm như cái bát vô tri vô giác, so với cây cối vẫn có sự sinh sôi phát triển thì Phật pháp có sự phân biệt không? Mặt trời, mặt trăng, trái đất, biển cả, rặng núi, rừng cây thường hay được con người nhân hóa, vậy chúng có tâm không? Hay chúng có một cái tâm tổng hợp từ những chúng sinh tồn tại bên trong không? Thưa với quý vị đó, cái lời đề nghị của sư là làm ơn đi học vi diệu pháp là chắc cú nhất, đi học vi diệu pháp mình sư. Còn khi mà quý vị không có học á, sư nói đã đời rồi, nói khô miệng khô môi rồi, nói từ bài này qua bài khác quý vị vẫn hỏi tiếp à. Đó, tại vì bữa trước vừa mới trả lời xong thì rốt cuộc thì quý vị lại vẫn cho rằng nhưng mà cây cối đất đá vẫn có sinh mạng, vẫn là một cuốn sách. Và sợ nó đau đớn, sợ nó khổ, vân vân mây mây. Thì lời đề nghị của sư là làm ơn làm phước đi học giáo lý giùm. Hiện tại bây giờ sư đã có danh sách phát dạy A Tỳ Đàm vỡ lòng nha. Đi học giùm sư một cái đó, thì quý vị sẽ biết thân là gì, tâm là gì, danh là gì, sắc là gì. Quý vị biết rồi đó, mình sẽ không còn phải lo lắng thắc mắc những cái như thế này nữa. Còn bây giờ thì sư chỉ trả lời chung, đó là những cái mà quý vị vừa liệt kê, bao gồm đất đá cây cối núi rừng vân vân, thì nó chỉ có sắc chứ nó không có danh, tức là nó chỉ có thân chứ không có tâm. Chính bởi vì như vậy nó không được liệt kê vào chúng sanh. Sư mở thêm một vấn đề như thế này nè, là tại sao á, Đức Phật thì vẫn kêu gọi các vị tỳ kheo không có nên chặt cây cối, không nên hái trái, không nên đổ rác, đổ đồ bẩn vào những cái nơi như như là nước có sinh vật hoặc là những cái nơi có cây cối là như thế này. Bởi vì đó, đúng là bản thân các cái cây cối đó nó không phải là chúng sanh, nhưng sẽ có những chúng sanh nương nhờ vào nó, ví dụ như tổ chim, sâu, vân vân. Đó là chưa kể đến những cái loài phi nhân như là cà phát bà, dạ xoa thì cũng có thể nương nhờ vào một cái cành, một cái lá, một bông hoa hoặc là một cái lõi cây. Thì chính bởi vì như vậy đó, khi mà mình xâm phạm vào những cái nơi mà cỏ cây rồi những cái nơi như là ao nước thì sẽ ảnh hưởng đến những sinh vật sống ở trong đó, chứ bản thân cây cối đất nước nó không phải là chúng sanh. Phải hiểu giùm sư cái chuyện này ha. Không biết cái vấn đề này sư Tuệ Tường có ý bổ sung gì hay không? Thì thưa Đại Đức, xin thưa quý vị, thì ở đây sư cũng dẫn chứng, nói chung là sư sẽ dẫn chứng và cung cấp tài liệu cho quý vị để quý vị tự tìm hiểu cho nó hay hơn ạ. Nghĩa là mình khi mình tự đọc á, mình tự tìm tài liệu thì nó thứ nhất là nó sẽ ấn tượng mình hơn và mình ghi nhớ hơn, không? Thì đó, khi mình nói tới cái từ mà chúng sanh đây đây một cách tổng quát á, thì chúng ta phải quy về cái từ Bali, cái từ sách tá. Bây giờ từ Bali là sách tá. Thì chúng sanh đó, đầu tiên là quý vị không biết chúng sanh như thế nào á, thì sư có một cái gợi ý là quý vị tìm trong Tương Ưng, bài kinh có tên là Chúng Sanh. Còn quý vị nào mà biết được cái quy ước của BTS đó, thì sư cho tên cái mã đó là SN 23.2. Thì trong đó có một đoạn như vậy, sư chỉ trích ngắn thôi nha, quý vị phải chịu khó đọc. Thì có một vị đến mới hỏi Bạch Thế Tôn là chúng sanh có nghĩa là quý vị đã nói con nghe chúng sanh. Bạch Thế Tôn được nói đến như vậy cho đến như thế nào Bạch Thế Tôn được gọi là chúng sanh đó. Thì bây giờ quý vị muốn hiểu á, chúng sanh như thế nào thì quý vị đọc bài kinh đó ha, chánh kinh đi cho nó hiểu, rồi xin sẽ nói thêm cái tài liệu thứ hai là cái chúng sanh á. Khi mà nói chúng sanh rất rộng lớn là trong tam giới, và bốn loại
Có nghĩa là khi mình nói chúng sanh có bốn loại là thai sanh, noãn sanh, hóa sanh và thấp sanh. Thì cái này quý vị chịu khó sạch thêm Google ha. Tại vì nếu mà sư giảng giải cái này nó rất là rộng, tại vì thời gian nó cũng có hạn hẹp, cho nên mình ưu tiên coi như mình cũng hoan hỷ ha, mình hoan hỷ cho quý sư, tại vì và hoan hỷ cho các bạn đạo ở phía sau đó, tại vì số câu lượng câu hỏi nó cũng còn khá nhiều, nên chia sẻ cung cấp thôi quý vị sạch Google đi ha, Google thì quý vị tự tìm hiểu thì sẽ có nhiều cái lợi lạc cho quý vị hơn. Và cái thứ ba là ở đây cũng sư cũng xin nhấn mạnh cái điểm này là như vậy, để quý vị hiểu rõ thêm cái có một cái chúng sanh đặc biệt là như vậy. Trong tam giới có một cái loại chúng sanh rất là đặc biệt là chúng sanh ở cái cõi vô tưởng, là chúng sanh đó là có sắc, và đặc biệt là có sắc mạng quyền. Thì sắc mạng quyền như thế nào thì quý vị phải chịu khó học tham gia cái lớp của lớp vị diệu pháp của Đức Hạnh Tuệ để hiểu rõ hơn. Thì tuy là cái chúng sanh đó được mô tả, chúng sanh mà ở cõi vô tưởng đó được mô tả là giống như một bức tượng thôi, không không có tâm thưa quý vị, nhưng mà vẫn được coi là chúng sanh. Còn riêng giống như Đức Hạnh Tuệ có nói đó, cây cối đá mặt trời mặt trăng gì nè, thì cái này chỉ có sắc thôi mà nó không có sắc mạng quyền, cho nên không được gọi là chúng sanh. Dạ, chắc suy nghĩ là như bao nhiêu đó thì chắc cũng đủ rồi. Quan trọng nhất là quý vị phải chịu khó, quý vị tìm hiểu thêm và chịu khó học thêm để hiểu rõ cái khái niệm mà tổng quát về chúng sanh ở trong tam giới và có bao nhiêu loại, bao nhiêu loại. Dạ, sư cũng xin kết thúc cái câu trả lời ở đây. Và chúng ta qua cái câu hỏi tiếp theo.